TVB hướng chỉ trích vì để diễn viên khoe ra thịt. Bà Hoa, Á hậu Hồng Kông, Trung Quốc, mặc áo lót và quần ngắn ngâm mình trong nước đá để kêu gọi từ thiện. Tiết mục này của nhà đài TVB bị khán giả phàn nàn vì câu khách bằng chiêu trò gây sốc, phản cảm. Chương trình gây quỹ từ thiện thường niên do TVB tổ chức Happy Tung Hoa 2022 ngày 3 tháng 12 gây tranh cãi vì màn kêu gọi phản cảm của bà Hoa. Á hậu là Hà Bái Gia, Lý Chỉ Tình và Trần Ý Đức. Các người đẹp chỉ mặc áo lót thể thao, quần ngắn, ngâm mình trong chậu nước đá và để mọi người xung quanh liên tục dội nước lạnh vào người, khiến họ không ngừng la hét và run bần bật. Cả ba đã quyên góp được tổng cộng 200.000 SKD, 25.700 USD sau màn dội nước đá. Hành động khiến nhiều khán giả cảm thấy không vừa mắt và chỉ trích các người đẹp. Đài TVB dùng chiêu trò rẻ tiền để câu kéo sự quan tâm của công chúng. Khán giả cho rằng nhà đài cố tình sử dụng trò chơi khoe ra thịt gây tranh cãi trong khi sân khấu của họ thừa thãi và không kêu gọi được nhiều. Trong số đó, vở diễn quyên góp được số tiền cao nhất là trích đoạn kinh kịch tiếng Quảng Đông chuyện về chiếc kẹp tóc màu tím. Cây liễu ở Dương Quan do hai nghệ sĩ gạo cội là Uông Minh Thuyên và La Gia Anh biểu diễn đã quyên góp được 3,89 triệu SKD. Một số sân khấu kịch khác kêu gọi được số tiền khả quan và không dùng bất cứ chiêu trò nào. Hồi tháng 11, nhà đài từng trở thành tâm điểm chú ý khi để dàn diễn viên trẻ trình diễn vũ đạo gợi cảm. Họ mặc áo khoác cắt xẻ xanh lam để lộ nội y và kết hợp quần short ngắn. TVB hứng chịu chỉ trích vì sân khấu bị đánh giá quá khêu gợi, hở hang, nhất là khi chương trình thu hút sự theo dõi của người xem nhiều độ tuổi.